Ngày 30 tháng 1 năm 2022, công ty OpenAI ra mắt ChatGPT trước công chúng. Đây là lần đầu tiên thế giới được tiếp cận, sờ mó hay trải nghiệm cái thứ mà người ta gọi là trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI thực sự là như thế nào. 100 triệu người dùng sau 2 tháng, xô đổ kỷ lục 2 năm của TikTok. Nói không quá, sự kiện này đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lĩnh vực AI. Nhưng, tháng 1 năm 2023, Google đã thông báo cho 12.000 nhân viên thôi việc. Cuối tháng 3, Microsoft thông báo sa thải 10.000 nhân viên. Trước đó Meta cho biết 18% người lao động của công ty sẽ mất việc, tương đương với 11.000 nhân viên. Nguyên nhân được đưa ra cho làn sóng sa thải trên là các công ty cần tái cơ cấu tổ chức để cắt giảm chi phí. Nhưng bên cạnh đó, ai cũng có thể thấy AI đã đủ thông minh để thay thế các công việc đơn giản. Nói cách khác, AI đã gián tiếp lấy đi rất nhiều việc làm. Chờ chiêu thay, Sam Altman, CEO của OpenAI, người được xem là linh hồn của tổ chức, lại bị sa thải chỉ vài ngày trước đây. Tất nhiên không phải là vì AI, mà là do quyết định của ban quản trị. Cũng từ đây, một làn sóng tranh cãi lớn được gây ra. Người dùng vẫn muốn Sam trở lại. Nhân viên dọa nghỉ làm nếu như mà Sam thực sự ra đi. Đối thủ còn muốn thuê anh về để làm. Vậy, Sam Altman là ai? Và sức ảnh hưởng của anh ta đến OpenAI, ChatGPT là lớn đến như thế nào? Tất cả sẽ có ở trong bài viết ngày hôm nay. Sam Altman là ai? Quay trở về năm 1985, tại Missouri, Hoa Kỳ, Sam Altman được sinh ra như bao cậu bé khác. Đến năm 8 tuổi, Sam được tiếp xúc lần đầu với máy tính. Sau đó, Sam không chỉ biết sử dụng mà còn bắt đầu học lập trình trên món quà đó. Bước ngoặt xảy ra ở thời kỳ đại học, như mọi câu chuyện về một kẻ xuất chúng khác. Sam bỏ học khỏi Stanford sau 2 năm theo đuổi ngành khoa học máy tính tại ngôi trường hàng đầu nước Mỹ này. Đến năm 2005, sản phẩm đầu tiên của anh được ra mắt, Loop, một ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ vị trí của mình. Loop đã nhận được khoản đầu tư 30 triệu đô đến từ vườn ươm Y Combinator, đã gieo mầm cho những dự án khổng lồ như là Twitch hay là Airbnb. Như đã được định sẵn, sự gắn kết giữa Y Combinator và Sam càng thêm bền chặt khi anh chính thức gia nhập quỹ đầu tư này vào năm 2011. Và để toàn bộ sự tập trung của mình, năm 2012, Sam đã phải chia tay vì đứa con Loop với giá 43 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2014, Sam chính thức được bổ nhiệm là chủ tịch của Y Combinator. Ngoài ra, anh còn sở hữu quỹ đầu tư của riêng mình, Hydrazine Capital, thứ đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, nguồn đầu tư và giúp Sam lọt danh sách Forbes 30 Under 30 2015 về mảng quỹ đầu tư mạo hiểm. Nhưng xuất thân là một cậu bé bộc lộ năng khiếu về máy tính, dù có sau bao nhiêu năm, chắc chắn niềm đam mê với những dòng cốt vẫn đang chảy trong dòng máu của Sam. Vậy nên, đến năm 2015, Sam Altman đồng hành cùng Rick Brockman, Peter Thiel, Elon Musk và một số cái tên khác đã sáng lập ra OpenAI và phần còn lại là lịch sử. Để làm nên cuộc cách mạng như ngày hôm nay, Sam và các đồng sự của mình đã liên tục nghiên cứu về AI trong suốt 8 năm vừa qua. Năm 2015 đánh dấu sự ra đời của OpenAI, công ty đã gây tiếng vang khi kêu gọi được số tiền đầu tư lên tới 1 tỷ đô từ Amazon và Microsoft. Ban đầu, OpenAI là một tổ chức phi lợi nhuận có mục đích thúc đẩy và phát triển trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, đồng thời bảo đảm rằng lợi ích của AI sẽ được phân phối đều đặn và có lợi cho toàn nhân loại. Năm 2016, OpenAI ra mắt OpenAI Gym, một nền tảng cho việc phát triển và so sánh các thuật toán học tăng cường. Điều này đã tạo điều kiện cho cộng đồng nghiên cứu AI trên toàn cầu phát triển và thử nghiệm các mô hình AI tiên tiến. Trong thời gian này, Sam và đồng sự của anh đã rất tích cực trong việc hợp tác các tổ chức học thuật để đẩy cao hiệu quả của sự nghiên cứu. Và cho đến năm 2018, những công sức phát triển của OpenAI đã kết tinh tại sản phẩm đầu tiên, mô hình GPT. Mô hình này đã gây ấn tượng mạnh cho cộng đồng AI và mở ra nhiều khả năng ứng dụng mới. Nối tiếp GPT Model, năm 2019, OpenAI phát triển DALL-E, một mô hình AI có khả năng tạo ra hình ảnh từ mô tả văn bản. Điều này chứng minh sức mạnh của AI trong việc hiểu và xử lý thông tin hình ảnh. Cho đến năm 2020, OpenAI lại biết cách làm cho cộng đồng AI há hốc mồm khi trình làng Model GPT-3, một phiên bản cải tiến của mô hình GPT với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên vượt trội. GPT-3 nhanh chóng trở thành một trong những mô hình AI mạnh mẽ nhất
và được ứng dụng rộng rãi nhất trong nhiều lĩnh vực. Lúc này, mối quan hệ của OpenAI đã dày hơn rất nhiều. Theo đó, sức ảnh hưởng mà GPT-3 lớn hơn rất nhiều. Sau gần 8 năm phát triển, thử nghiệm, tối ưu, thành quả chính là sự ra mắt công chúng sản phẩm ChatGPT và Dolly vào cuối năm 2022. Xuyên suốt cuộc hành trình này, Altman với vai trò là CEO của OpenAI đã dẫn dắt tổ chức này thông qua các giai đoạn phát triển quan trọng, từ việc xây dựng nền tảng nghiên cứu đến việc thúc đẩy các dự án AI tiên tiến. Chặng đường tiếp theo, xem định hướng sẽ phát triển. À mà khoan, liệu có chặng đường tiếp theo nào hay không? Khi mà bộ máy đang vận hành trơn tru, những mục tiêu mới được đặt ra, thì Sam Altman bất ngờ bị sa thải khỏi công ty bởi hội đồng quản trị của OpenAI. Thông báo được đưa ra trên website chính thức của OpenAI vào ngày 17 tháng 11 năm 2023, cho biết Sam đã không nhất quán thẳng thắn trong giao tiếp với hội đồng quản trị, cản trở khả năng thực hiện trách nhiệm của hội đồng quản trị. Quyền lực được trao lại cho Mira Murathi, giám đốc công nghệ của công ty. Nhưng sự tình bên trong còn rắc rối nhiều hơn thế. Greg Brockman, chủ tịch và là co-founder của OpenAI, đã từ chức ngay khi nhận được tin sa thải Sam Altman. Sau đó, Greg đã có những dòng viết trên tài khoản AI để chia sẻ về chuyện quái gì đã xảy ra. Vào đêm hôm sau, Sam nhận được một tin nhắn từ Ilya yêu cầu một cuộc họp vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Sáu. Sam tham gia cuộc họp qua Google Meet và toàn bộ ban giám đốc, ngoại trừ Greg, đã có mặt. Ilya thông báo cho Sam rằng anh ta sẽ bị sa thải và tin tức này sẽ được công bố trong thời gian ngắn. Lúc 12 giờ 19 phút, Greg nhận được một tin nhắn từ Ilya yêu cầu một cuộc gọi nhanh. Lúc 12 giờ 23 phút, Ilya gửi một liên kết Google Meet. Greg được thông báo rằng anh ta đã bị loại khỏi ban giám đốc, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng cho công ty và giữ nguyên vai trò của mình. Và Sam đã bị sa thải. Xung quanh cùng một thời điểm đó, OpenAI đã đăng một bài viết trên blog. Theo thông tin chúng tôi biết, đội ngũ quản lý đã biết về sự việc này một thời gian ngắn sau đó, ngoại trừ Mira, người đã được biết đến từ đêm trước. Theo CNN, yếu tố quan trọng dẫn đến việc Altman bị lật đổ là căng thẳng giữa ông, người ủng hộ việc thúc đẩy phát triển AI mạnh mẽ hơn, và các thành viên của hội đồng quản trị còn lại của OpenAI, những người muốn hành động thận trọng hơn. Điều có thể hiểu khi các chính phủ đang tìm cách quản lý mạng AI này. Tuy nhiên, hai thành viên điều hành khác là Ilya và Mira rõ ràng đã biết được chuyện sắp sửa xảy ra, nhưng cả hai lại không có hành động gì để cảnh báo trước cho Sam, như cái cách mà Peter Thiel đã từng đá Elon Musk khỏi PayPal. Người ta bắt đầu nghi vấn về cuộc tranh giành quyền lực nội bộ ngay bên trong OpenAI. Tất nhiên là không ai biết được nguyên nhân, nhưng mà nếu bạn thích thuyết âm mưu thì mình sẽ phục vụ cho bạn ở đoạn cuối bài. Không chỉ Greg, tất cả các nhân viên của OpenAI, mà ngay cả đối tác tỷ đô Microsoft cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả đã tạo nên một làn sóng khổng lồ để ủng hộ cho Sam trên nền tảng X. Đến cuối ngày, đâu đó đã có một tia nắng le lói. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, hy vọng được thắp lên. Dòng tweet đầy ẩn ý của Sam dường như là dấu tích xanh xác nhận cho tin đồn được lan truyền vào cuối ngày 19. Ban quản trị sẽ xem xét việc đưa Sam trở về vị trí giám đốc điều hành của OpenAI. Nhưng mà hy vọng này hết sức mong manh. Vì nếu trường hợp ban giám đốc đưa Sam trở lại, đồng nghĩa với việc họ đã vu khống cho anh và mất chức là điều ban giám đốc khó tránh khỏi. Đến cuối ngày 20 tháng 11 năm 2023, mọi thứ đã sáng tỏ. Sam một lần nữa phải rời khỏi OpenAI. Nghe Matt trở thành CEO tạm thời cho OpenAI, điều thú vị là em Matt chỉ vừa nhận được lời mời ngay trong ngày. Sam cùng với Greg sẽ đầu quân cho một dự án AI mới của Microsoft. Và chính thức, một cơn sóng phẫn nộ lớn hơn đã xảy đến. 700 trên 770, tức là 90% nhân viên của OpenAI kéo nhau rời khỏi công ty. Trên nền tảng X, sự ủng hộ cho Sam lại càng lớn và lớn hơn nữa với khẩu hiệu OpenAI không là gì nếu thiếu đi con người của tổ chức. Sau cùng, người thắng cuộc có lẽ là Satya, CEO của Microsoft. Ông đã đầu tư thành công vào công ty AI lớn nhất thế giới. Và hiện tại, ông còn có trong tay Sam Altman, linh hồn của công ty đó. Về phía Sam, từ co-founder và là CEO, nay anh lại bị đá khỏi công ty của mình. Đây là một cái kết quá nghiệt ngã. Ngày 21 tháng 11 năm 2023, cú twist. Áp lực lên ban giám đốc của OpenAI cứ tăng theo từng giây. Ngay cả tân CEO của OpenAI, Emmet, cũng yêu cầu họ phải giải thích kỹ về quyết định sa thải Sam. Nếu không có bằng chứng, ông sẽ từ chức. Cuối cùng,
cùng với sự giúp đỡ của CEO Microsoft Satya, Sam đã lấy lại được vị trí vốn dành cho anh, CEO của OpenAI. Một đội ngũ ban giám đốc mới bao gồm Brad Tyler, chủ tịch, Larry Summers và Adam D'Angelo được thành lập. Greg Brockman cũng trở về OpenAI, nhưng có thể ở một vai trò khác thiên về kỹ thuật nhiều hơn. Chỉ trong 4 ngày, một câu chuyện hấp dẫn như thế đã được viết nên. Ở đó, ta thấy một Sam Altman muốn cống hiến với ngành AI mạnh mẽ như thế nào. Ở đó, ta thấy một tập thể OpenAI đoàn kết ra sao. Và cũng ở đó, ta biết rằng họ sẽ còn có thể viết tiếp những chương mới về tương lai của AI với cả ChatGPT hay là DALL-E. Hành trình trở về của Sam đã khép lại, nhưng ta vẫn còn một câu hỏi chưa được giải đáp. Điều gì đã làm nội bộ OpenAI lục đục đến vậy? Ngay cả Ilya hay là Mira vốn là người đi cùng Sam hay là Greg từ những ngày đầu tiên, không thể vì những điều nhỏ nhặt mà họ lại vứt bỏ cái hành trình đáng quý ấy được. Vậy nguyên nhân phải là một thứ gì đó quá đỗi mạnh mẽ, quá đỗi hấp dẫn hay thậm chí là đủ sức để thay đổi cuộc chơi? Theo mình, nó tóm gọn trong ba chữ AGI. AGI là viết tắt của trí tuệ nhân tạo tổng quát, Artificial General Intelligence. Đây là một hình thức của trí tuệ nhân tạo AI mà máy tính hoặc là hệ thống có khả năng thông minh và học hỏi tương tự như là con người. AGI không chỉ giải quyết một nhiệm vụ cụ thể hoặc là học một kỹ năng duy nhất, mà nó có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau và học từ các tình huống mới mà nó chưa bao giờ được gặp trước đó. Nói cách khác, AGI là cách mạng của ngành nghiên cứu AI nói riêng và cả thế giới nói chung. AGI là thứ có thể tạo ra viễn cảnh trong phim và cả những thứ mà con người chưa thể tưởng tượng được. Larry Page mô tả những con robot AGI là bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa. Robot này sẽ nhanh chóng trở nên vượt trội hơn chúng ta rất nhiều, và nếu chúng ta không còn cần thiết trên trái đất nữa, và đó là trật tự tự nhiên của mọi thứ. Page còn chia sẻ thêm, tất cả những người dẫn đầu sự phát triển của AI hiện nay đều hoàn toàn thiếu trung thực trước công chúng. Tất cả họ đều chỉ đang chạy đua để trở thành người đầu tiên xây dựng AGI và không hề biết về hậu quả hoặc là họ không quan tâm. Và dường như OpenAI đã tìm ra được những hạt nhân đầu tiên của thứ AGI đó. Dòng tweet trên là đến từ một kỹ sư tại OpenAI. Anh ta tiết lộ công ty đã được AGI trong nội bộ. Dòng tweet dưới là kỳ vọng của Sam về tăng số lượng kỹ sư để tăng tốc độ nghiên cứu. Thế anh ta đang nghiên cứu cái gì? Để củng cố thêm thuyết âm mưu này, một bài báo trên Reuters cho biết, trước sự kiện Sam bị sa thải xảy ra, một số nhà nghiên cứu nhân viên của OpenAI đã viết ra một lá thư cho ban giám đốc cảnh báo về một phát hiện trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ mà họ cho rằng có thể đe dọa loài người. Cũng theo bài báo, tên của trí tuệ nhân tạo cấp cao này là Q, có thể là bước đầu của AGI mà OpenAI đang tìm kiếm. Còn nhớ hồi tháng 3 năm nay, Elon Musk và các chuyên gia khác đã phải kiến nghị tất cả các trung tâm AI ngừng nghiên cứu về các model mạnh mẽ hơn của GPT-4 của nhà phát triển OpenAI. GPT-4 đã gây sốc với cả chuyên gia về khả năng của nó. Tuy vậy, model kế nhiệm GPT-5 vẫn đang trong quá trình huấn luyện. Vậy điều gì đang chờ chúng ta ở GPT-5? Hay thậm chí, liệu đây có phải là mảnh ghép AGI đầu tiên mà loài người được chứng kiến? Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!